là hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một cái link K. Nhưng mà trước khi hướng dẫn thì mình có hai cái thông báo. Thứ nhất đó là sắp tới thì YouTube nó sẽ bỏ cái chức năng chèn những cái chú thích vào trong clip, như là trước giờ mình hay chèn những cái link của tụi nước ngoài. Thì sau này thì bạn nào cần xem những cái clip hướng dẫn đó thì các bạn có thể kéo chuột xuống cái phần mô tả của video mình đó. Thì đó mình có để luôn cái link Facebook của mình, và một cái câu nữa đó là nhớ subscribe channel của mình đó. Đó cũng là cái thông báo thứ hai. Thì các bạn xem mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ dành ra vài giây, chỉ có vài giây thôi, để mà subscribe channel của mình. Đó cũng là một cái cách để mà các bạn ủng hộ mình, có động lực để mà ra thêm nhiều những cái clip hướng dẫn như thế này nữa. Và cái link hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng Inversionic. Inversionic nó sẽ có dạng như này. Đó. Và mình sẽ để, à quên, cái đó YouTube nó bỏ rồi. Thì mình sẽ để cái link hướng dẫn ở cái phần mô tả của clip mình. Thì bạn nào cần thì có thể kéo xuống để mà click vào cái đường link đó để học từ tụi nước ngoài. Chứ cái đó mình chưa có hướng dẫn. Thì mình sẽ làm thật là chậm để mà các bạn nào mà muốn học trực tiếp từ cái video này có thể nhìn và copy theo, nếu mà các bạn không muốn học từ một cái clip hướng dẫn. Thì nó sẽ đi như này. Đó, nó sẽ đi ở cái mép trong của bàn tay như này. Đó. Và sau khi mà đã lên tới đây thì các bạn sẽ dùng cái ngón cái này để mà kẹp cái bút lại và thả cái ngón trỏ này ra. Sau đó chuyển nó về cái thế như này. Sau đó các bạn sẽ palm down cái tay xuống và các bạn thả cái ngón áp bút ra và các bạn sẽ chuyển cái bút về cái dạng này. Đây là chiếc Hotaru no Hikari của Akai bên team của mình nghĩ ra. Nó sẽ có dạng như này. Đó. Thì cái đoạn này làm chậm nó sẽ như trông như này. Đó. Và sau khi mà đã tới đây rồi thì các bạn giữ tầm 0,5 giây. Sau đó các bạn sẽ đưa cái ngón áp út xuống và các bạn chuyển nó qua đây. Tức là các bạn sẽ pass T3, T34. Hoặc là các bạn gọi đó là Nelsonic cũng được, thì xuống đây, qua đây. Đó. Thì sau khi mà qua đây thì các bạn sẽ làm một cái trick đó là Demon Sonic. Demon Sonic nó sẽ như này. Tức là các bạn sẽ Sonic 34 T23, nhưng mà các bạn sẽ không có cho nó lên đây, mà các bạn sẽ cho nó đi thẳng trực tiếp lên cái ngón 12 luôn. Nó đi như này. Đó. Đi như này. Thì cái chiếc này mình cũng để link hướng dẫn của tụi nước ngoài ở cái phần mô tả, thì các bạn có thể xuống mà xem. Nó sẽ đi như này. Đó. Và sau khi mà đã lên tới đây thì các bạn phải đảm bảo là các bạn cầm bút ở cái phần đầu này, tức là để cho cái phần dưới nó dài, thì tức là các bạn đã làm đúng. Còn nếu mà cái phần dưới nó ngắn như này thì tức là các bạn đã làm sai và các bạn sẽ không có hoàn thiện được cái link K như cái clip hướng dẫn này của mình. Đó. Thì qua đây và cái phần ở dưới nó phải dài như này. Sau đó các bạn sẽ mượn cái đà của Sonic để mà các bạn burst qua như này. Burst qua như này. Tức là các bạn đang cầm, đang kẹp bút với hai ngón này, các bạn sẽ burst qua như này. Đó, và ghép nó với cái Demon Sonic nó sẽ trông như này. Đó. Thì làm lại từ đầu nó sẽ như này. Tức là các bạn sẽ Inversionic lên Hotaru no Hikari, giữ 0,5 giây, sau đó chuyển nó qua đây. Sau đó các bạn sẽ Demon Sonic lên, burst qua. Và chúng ta đã hoàn thành cái link K. Thì ghép lên combo nó sẽ kiểu như vậy. Đó, sau đó các bạn sẽ quay một cái gì đó và các bạn kết thúc combo. Đó, thì nếu mà thấy hay thì có thể like và share clip để mà ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều những cái clip như thế này cho các bạn. Nếu mà có góp ý thắc mắc gì thì liên hệ Facebook mình hoặc là để lại comment.